Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều cá nhân đã lợi dụng đăng thông tin sai sự thật nhằm trục lợi. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp chống đối và tung tin thất thiệt về dịch, gây hoang mang dư luận nhân dân. Theo thống kê, kể từ ngày 1 đến ngày 18 tháng 2 năm 2021, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xử lý 16 trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội. Cùng với đó, yêu cầu các đối tượng bóc gỡ toàn bộ bài viết không đúng sự thật. Theo quy định của Chính phủ, thì mức xử phạt đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang của cá nhân là 7,5 triệu đồng. Những hành vi đăng tải sai sự thật như trên đã gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch nên cần được xử lý nghiêm và kịp thời. Công an thành phố đề nghị người dân cần phải cảnh giác, chọn lọc thông tin, không chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, thiếu cơ sở, đồng thời khuyến cáo tiếp nhận thông tin thông qua các trang chính thống có uy tín để tránh những hậu quả đáng tiếc do sự thiếu hiểu biết bị các đối tượng xấu lợi dụng.